Pin cell công nghiệp đầu bằng với mã sản phẩm Repowner IMHAAA800. Đây là một cell pin công nghiệp đầu bằng dùng để bám ghép thành từng khối, tạo nên các khối pin chuyên dụng nguồn BLC, CNC, thiết bị điện công nghiệp. Điện thế của một cell pin là 1.2V và dòng đúng chuẩn là 800 mAh, kích thước 10mm x 42.5mm cho một viên, hay còn gọi là pin 3A sạc công nghiệp. Được sản xuất bởi hãng Repowner và độc quyền nhập khẩu tại Việt Nam bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Tràng An ktbat.vn hoặc pinnguon.vn. Thì để chống giả, hãng đã in sẵn tên của nhà phân phối tại Việt Nam lên viên pin là ktbat. Chúng tôi có bán sỉ, bán lẻ, giao hàng tận nơi toàn quốc, dù chỉ một viên cũng giao tính phí giá giảm cho khách mua số lượng nhiều và nhận bấm ghép thành từng khối theo yêu cầu riêng của từng đơn vị, xí nghiệp, cá nhân. Vui lòng gọi số 0909 911096 hoặc 0903 352 340, xem thêm trên website pinnguon.vn hoặc pinnguon.com. Xin cảm ơn.